Xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile. Thì hôm nay mình tiếp tục review cho mấy anh em con game là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp nha anh em. Thì con này đã được chìa khóa hoàn toàn nha, server Revive Việt nha anh em. Thì con này có cả là Android lẫn iOS nha anh em. Thì đặc biệt cái con này là duy nhất chỉ có cái gộp server nha anh em. Đấy. Thì theo thông tin thì con này sẽ chính thức open server mới cho mấy anh em chơi nha. Thì mình sẽ review và gửi đến những cái thông tin của cái server mới mà anh em có thể chơi con này nha anh em. Thì con này sau khi mấy anh em tạo nhân vật á, thì mấy anh em sẽ được tặng nè một đống quà luôn nha anh em. Đấy, một đống nguyên liệu luôn. Thì ở đây anh em sẽ được là cái kim ngân bảo để mấy anh em nhận VIP ha, thì anh em sẽ được mắc VIP luôn. Và đồng thời anh em được tặng thêm là một set đồ nè, đấy, danh hiệu rồi ha, và full ảo quá thần ma nha anh em. Đấy, rất là ngon luôn, full ảo quá thần ma luôn. Rồi thì mình sẽ lần lượt giới thiệu cái thông tin của server mới của con này cho mấy anh em chơi ha. Để anh em nhớ là con này có cả Android lẫn iOS nha anh em. Đấy, rất là ngon. Rồi thì con này sẽ chính thức open server 49 nha anh em, server 49 Lạc Kê vào lúc 10 giờ ngày 11 tháng 4 năm 2024 nha anh em. Đấy, chính thức open server 9 nha, anh em có thể vào 19 nha anh em. Thì đây là group fanpage ha, group Zalo ha, thì anh em có thể thường xuyên cái thăm nha anh em. Đấy, anh em có thể join in vào group Zalo nha anh em để chơi những cái sự kiện in game trong group ha, hoặc là fanpage nha anh em. Đấy, rất nhiều cô đi cho mấy anh em luôn ha. Thì con này sẽ free cho mấy anh em nguyên một cái bộ cô đi tân thủ luôn, thì tí xíu mình sẽ hướng dẫn cho mấy anh em cái bộ cô đi tân thủ và nhận nó luôn nha anh em. Thì như thông tin ở đây á, thì con này là một cái bản cập nhật mới nhất siêu cài cuốc cho anh em, event hàng ngày nè, đấy, gộp server định kỳ luôn, cho nên anh em yên tâm mà chơi server mới luôn ha. Đây thì anh em tạo nhân vật như đã nói đầu ha, anh em được 888 triệu kim ngân bảo nè, và full set đá 15 ha, bách chiến cấp 11 luôn. Và đặc biệt anh em trên quái là cài cha lên VIP nè, treo máy offline nhận kim bảo ha, đấy, săn boss nhận đồ VIP đồ các kiểu luôn. Thì ngoài của đi ân thủ thì anh em có thể nhận thêm cái phần thưởng là 100 triệu kim ngân bảo và set đá VIP cấp 19, thú cởi VIP, tiếng giới tọa kỵ VIP luôn. Thì anh em like share ha, làm đầy đủ tất cả các bước, anh em gửi về bay thì anh em sẽ nhận được cái phần quà này nha anh em. Đấy, phần quà like share ha, rất là ngon luôn. Rồi thì con này thì anh em có thể tải tại cái trang chủ là tiên kiếm 360 độ.net. Thì ở đây nó có đầy đủ tất cả các link cho mấy anh em tải nha. Nó có iOS nè, Android nè. Đấy, thì anh em có thể tải game tại đây nha anh em. Anh em iOS á, thì có cần hỗ trợ thì anh em có thể liên hệ group Zalo ha, hoặc fanpage để ở đây hỗ trợ mấy anh em cài đặt cái iOS của con này nha anh em. Rồi đây là phần quản lý tài khoản của mấy anh em ha. Sau khi mấy anh em đăng nhập thành công á, thì ở đây anh em có thể điểm danh nè ha, nhận thêm xu nè, xu nạp nha anh em. Thì anh em có thể mua những dược phẩm trong cửa hàng ha. Thì trong cửa hàng này nè, anh em có thể mua những dược phẩm ở đây nha anh em bằng cái xu ha. Thì cái phần gift code á, anh em sẽ kéo xuống ha, anh em thấy cái danh sách gift code nè. Đây là nguyên một cái danh sách chung code chung nha anh em, thì anh em có thể sử dụng hết ở đây nha. Thì ngoài ra anh em có thể tham gia fanpage á, anh em săn thêm những cái cu đi open server hoặc là cu đi hỗ trợ event đồ các kiểu trên fanpage nha anh em, để anh em nhận thêm những cu đi ha. Thì sau khi anh em có những cu đi này thì anh em sẽ vào phần giúp cu đi nè. Đấy, anh em sẽ chọn server ha, anh em nhớ là server 49 nha anh em. Thì ở đây thì mình chỉ làm demo cho anh em vậy thôi. Thì anh em sẽ nhập những cái cu đi ở đây ha, thì anh em nhận thưởng để tất cả các cu đi mà anh em có nha anh em, để nhận tất cả các phần quà ha. Thì con này á, là với một cái tỷ lệ nạp đang khuyến mãi cho mấy anh em là 300% giá trị thẻ nạp qua Momo và ATM nha anh em, từ ngày 28 tháng 3 năm 2024 đến ngày 10 tháng 4 năm 2024 nha anh em. Thì nếu mà mấy anh em nạp bằng thẻ cào á, thì chỉ có 250% giá trị thẻ nạp thôi nha anh em. Đấy, siêu khuyến mãi cho mấy anh em luôn, thì anh em có thể chiến con này nha anh em. Thì ngoài những cái cô đi này kia nọ thì anh em có thể chơi thêm những cái sự kiện như là tích nạp nè, quà đu top nè, quà phân cứng nè ha, nhận quà chia sẻ mấy chủ mới, rồi những quà tham gia gần gấp rồi ha. Đấy, rất là nhiều cái sự kiện để cho mấy anh em chiến nha anh em. Thì đây là fanpage chính thức á, thì anh em có thể tham gia với fanpage nha anh em. Ở đây nó có những cái thông báo bảo trì gặp server, rồi anh em có thể cập nhật thêm những cái thông tin nha anh em, tin tức rồi ha.
thì và săn thêm những cái event như những cái event xúc tiến rồi này kia là rất là nhiều luôn, hoặc là event để tặng mấy em cô đi đồ đó, event mấy chủ mới đồ các kiểu luôn nha anh em. Rồi mình quay trở lại game nha anh em, thì anh em nhớ là con này gộp được server nha anh em, và có cả Android lẫn iOS vượt quá hoàn toàn đấy, server Việt revive cài cuốc đông người chơi, thì anh em có thể chiến con này với cái server 49 nha anh em đấy, lạc kê thì anh em sẽ chơi cái server 49 nha anh em. Thì sau khi mà anh em nhập tất cả các con đi vào thì anh em có thể vào cái phần thư của mình nè, đây đây là tất cả các con đi mà anh em nhập ha, thì ở đây mình sẽ lấy toàn bộ nha anh em đấy, rất là nhiều luôn đây, đầy hành trang luôn nha anh em, để mình mở thêm ha. Thì con này thì anh em tạo tài khoản thì nó tặng cho anh em là full bộ áo mát áo quá thần ma luôn, cho nên là anh em rất là ngon, 20 ức kim bảo luôn đấy, anh em có thể úp lực chiến là tẹt bô luôn nha anh em. Đây nhận quà nạp đầu nữa ha đấy, con này free cho mấy anh em là tài nguyên rất là phong phú luôn, rất là nhiều luôn, để anh em có thể chiến con này nha anh em. Rồi một lần nữa mình nhắc anh em nhớ nha, một con game vượt quá server revive sẽ chính thức open server 49 vào ngày 11 tháng 4 năm 2024 nha anh em, anh em nhớ tranh thủ vào chơi cho nóng luôn nha anh em. Thì con này có cả Android lẫn iOS ha. Rồi thì tất cả các thông tin cũng như cô đi mình sẽ để trong phần mô tả nha anh em của video này ha, anh em vào mà lấy cho mình nha anh em. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha. You'll feel